Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ cầu Sơn Quy nha. Cái này là của quốc lộ 50. Nếu các bạn đi về cái hướng sau lưng mình thì đi về thị xã Gò Công nha. Ở phía sau lưng mình là xã Long Hưng. Còn phía bên đây là xã Tân Trung. Hai cái xã này trực thuộc thị xã Gò Công hết. Gò Công này là của tỉnh Tiền Giang nha. Khu vực này thì mình thấy toàn là trồng lúa không à. Lâu lâu rồi thấy có trồng dừa hoặc là thanh long nhưng mà cũng ít lắm. Gần như là lúa là chủ đạo. Còn cái đường quốc lộ này thì dọc hai bên thì nhà cửa quán xá đâu không à. Phía sau thì mới trồng lúa. Khi nào mà chạy đến những cánh đồng lúa thì mình sẽ quay cho các bạn coi. Chứ còn mấy cái này nhà cửa bích dịch hết trơn. Nói dọc đường thì thường thì bán tạp hóa hoặc là bán cà phê hoặc là bán quán ăn. Nên cũng có nhiều đó thôi. Nhưng mà cái con đường này thì nó làm lại rất là rộng nha. Nó làm lộ, làm cống rồi hết. Chỉ có chưa làm vỉa hè thôi. Cây xanh thì mình thấy cũng có trồng nữa. Nói chung là lộ chạy rất là ngon luôn. Gần như là nguyên cái tuyến đường mà từ thành phố Mỹ Tho mà chạy xuống thị xã Gò Công. Rồi từ thị xã Gò Công chạy ra đây là mình thấy chạy rất là tuyệt vời luôn á. Đường thẳng văn nè. Như rộng rãi nó chạy thoải mái lắm. Cái này mình qua bên xã Tân Trung này thì nhà cửa nó hơi thưa tí nha. Này là một trong những cái xã của thị xã Gò Công. Thị xã Gò Công hình như là 5 phường ấy, 5 phường với 7 xã. Ngày bữa nay thì mình sẽ đi từ thị xã Gò Công mình đi tới thị trấn Cần Đước nha. Nhưng vì cái lộ trình nó dài quá nên mình cắt ra rất là nhiều khúc. Bữa nay thì mình sẽ đi cái clip này thì mình sẽ đi từ cầu Sơn Quy mình đi tới chợ Xã Lới. Chợ Xã Lới này cũng của xã Tân Trung luôn. Coi như là clip này là mình chạy xuyên qua cái xã Tân Trung á. Ở đây có bán thức ăn gia súc là mình thấy có thức ăn tôm nữa. Chắc khu vực này có nuôi tôm quá. Thường cái khu vực mà gần biển này là cũng có nuôi tôm đồ đó nhưng mà ít chứ cũng nhiều. Nói chung là mấy bạn đi ra mà càng gần biển thì người ta nuôi tôm nhiều hơn. Thường thì tôm sú là nhiều. Nhưng còn khu vực này thì mình thấy toàn là cỏ với cái ruộng lúa không à. Thường thì trồng lúa thì sẽ có nuôi bò, nuôi dê đồ. Nên người ta sẽ trồng cỏ thêm. Mà nãy giờ mình thấy mấy cái chỗ bán đồ gỗ và cái đồ nội thất rồi. Nãy giờ cũng gặp mấy chỗ rồi đó. Toàn là bự bự không mà. Làm như khu vực này nó tập trung mấy cái đó nhiều hay sao. Bên trái mình có cái chùa nè. Nhìn cái cổng rất là đẹp nha. Đây là chùa Long Đức. Ở trong mình thấy cũng hoành tráng lắm. Bây giờ chùa chiền nào cũng vậy. Nhìn như là một cái... nhìn nó giống như một cái khu du lịch nha. Các bạn thấy kiến trúc nhìn rất là đẹp nha. Bên trái mình cũng có căn biệt thự nên nhìn rất là hoành tráng luôn. Khu vực này thì đa phần là nhà tường không ạ. Bên trái mình cũng bán ba cái đồ nội thất nữa. Nên bên phải luôn đây nè. Hình như là nguyên cái xóm này luôn hay sao á. Nãy giờ cũng gặp 5-7 chỗ. Thường thường mình chạy nhiều khi những cái xã vậy nè. Đi thì chắc gặp chừng 2-3 chỗ mà dữ lắm. Còn cái chỗ này như là hơi bị nhiều quá. Ở đây cũng vậy nè. Toàn là đồ gỗ không à. Mấy cái bàn ghế đụng vô là toàn là cả chục triệu cũng như đâu có rẻ đâu. Bèo nhất là cũng phải 5-7 triệu. Đây nữa nè.
Nếu tính nha, cái xã mình ở ngoài thì nguyên cái xã Chà Bá Lửa luôn mà, có một chỗ bán đồ gỗ chứ gì. Mặc dù là xã mình thì mà thấy mật độ dân cư nó đông hơn đây á. Ở đây thấy có cái đường này là đông đấy. Ở đây làm như là cái đồ gỗ Ba Đức là trùm luôn, nãy giờ mình gặp nó mấy chỗ ở ngày số 3 luôn nè. Ngày điện mây xanh lúc này nó giảm giá dữ lắm. Nói bạn quẹo phải thì hướng đi về Tân Tây nha, còn quẹo trái hướng đi về Long Chánh. Còn đây mình sẽ đi thẳng luôn. Nói cái ủy ban này nằm phía bên trái mình á, ủy ban này nằm hay cũng bự, hồi nãy đi ngang cái ủy ban của xã Long Hưng này thấy nó có chút xíu à, còn khu vực này làm như là hơi hoành tráng rồi, nó ủy ban rồi nhà văn hóa rồi nguyên một cụm bên trái mình, rồi xích lên nữa là có cái chợ nữa nha. Chỗ này thì dân cư tập trung khá là đông, tại vì gần ủy ban với gần chợ, như ngay ngã tư nữa. Này giống như là ngay trung tâm của cái xã này rồi. Nói giờ mình đi là khoảng 9 giờ rồi nha. Nên giờ hàng quán rồi nó cũng hơi vắng khách nữa. Thường mấy cái chỗ bán cà phê bán sáng thì sáng sớm thì nó đông lắm, còn giờ này thì nó bắt đầu thưa dần rồi. Nó cái chợ bên trái mình này thấy cũng vắng chứ không có đông, nhưng mà đi vô phải giữ xe, mình thấy cái chợ có chút xíu mà tới hai bác giữ xe rồi nên mình không có chạy vô được nhé. Ví dụ như không có bác giữ xe đứng đó thì mình chạy vô được, hay còn thường có mấy bác giữ xe là lũi vô cái là bị chặn lại bắt phải gửi, chứ mình thấy cái chợ này cũng nhỏ chứ không bự. Cái nhà lồng thì nằm phía trong á, còn này bán mặt ngoài, nhưng mình chỉ bay phía ngoài nhé. Nói giờ này mà thấy bán cũng còn khá là đông khách, ở chợ quê mà giờ này bán vậy là thấy cũng được lắm đó. Chứ nhiều khi mình chạy nhiều chợ thấy nó vắng cũng thê thảm lắm. Lúc này mình thấy ngay chỗ mấy cái ủy ban đó phía trước nó hay gắn cái đèn màu đỏ đỏ ghê luôn, gần như ủy ban nào cũng gặp. Đây phía trước thì nó có nguyên cái này không biết là cái hồ hay là cái vũng nước nên nhìn thấy ngầu quá. Ở đây có xe nước mía nữa nè. Thường thường mấy bạn nếu mà có mua nước mía uống thì mấy bạn thấy chiếc xe nào mà nó có ép mà nó có sát mía nó dục phía trước mà nó còn mới thì bạn lủi vô bạn mua nha. Cái đó là mình uống nước mía ngon á, chứ còn mấy bạn mà mua mà xe mà mới ép lần đầu nhiều khi có vật thể lạ được đó, hoặc là nó cũng không có được ngon lắm. Mình mua nước mía là nhiều khi mình lựa mấy cái xe nào mà nước mía mà nó để sát một đống mà mới ép không á nha, cái màu phải tươi trong luôn, chứ còn mà nó hơi cũ cũ qua ngày mình cũng hạn chế nữa. Giờ chạy dọc đường gặp xe nước mía nhiều lắm. Ở đây bách hóa xanh không gà là nó ế hơi thảm luôn, vô nhìn quầy hàng nó thấy gầu lắm. Lúc trước mình thấy mấy bách hóa xanh là nó hay lấn ngang chỗ ngoài lộ để bán rau củ quả rồi, thường thường là cái chỗ để xe nó ít lắm, còn nay mình thấy mấy cái chỗ rau củ quả nó dẹp gần hết rồi. Ở trong quầy hàng nhiều chỗ nó cũng vắng lắm, chỉ có những cái chợ nào mà đông quá thì vô thấy nó còn nhiều, chứ còn mình vô mấy cái mình thấy quầy hàng nó bán hư thớt lắm. Ở đây thì trồng cỏ luôn nha, chỗ này đất trống,
Nó cây xanh thì mới trồng ấy, nhìn có chút béo à, lớn hơn ngón cẳng cái một tí. Ở đây có bán dừa nữa. Thường thì dừa xiêm vậy thì tùy nhé. Có chỗ bán 8.000, có chỗ bán 10.000. Mấy bạn tốt nhất là thấy có để giá, các bạn đuổi vô các bạn mua. Để nhiều khi nó lên tới 15.000 rồi. Ở đây có trại gỗ nữa nè. Nãy giờ mình thấy cái khu vực này làm như là nghề mộc phát triển nhiều ghê luôn á. Trại khúc là hay gặp trại cưa, trại gỗ luôn á. Đóng bàn, ghế, tủ, cái giường rồi. Nãy giờ thì cũng mười mấy điểm á. Có cảm giác giống như mình chạy lại nguyên một cái làng nghề hay sao. Thì mình thì đó giờ chưa đi khu vực này, mình cũng không có rành lắm nữa. Nhưng mà phải công nhận khu vực này đường xá rồi rất là ngon lành nhé. Cây cối rồi cũng như nó mấy cây xanh đang trồng vài năm đó là nó sẽ che bóng mát là nhìn là tuyệt vời luôn á. Cống này thì cái dạng cống nắp đậy, nó nghèo thì chỉ cần cạy lên móc ghét ra nó cũng dễ nữa. Giờ mình thấy dọc đường quốc lộ là nó hay sử dụng loại cống này nè. Chứ cống ống thì nhiều khi đút vô nó bị nghẹt. Qua cho mình nước nó đen thui rồi. Giờ đa phần thì cống rồi nó xả ra ao hồ kênh rạch không à. Rồi mấy cái đó nó ra sông, sông ra biển thì có nhiêu đó thôi. Bởi vì chạy là mấy cái chỗ mà kênh nhỏ nhỏ là nó đen kinh khủng luôn. Nó khiến bà phải mình là miếu bà chúa xứ nha. Cái miếu thì cũng nhỏ chứ không bự. Cái điều phía trước nó có cái cây quá bự luôn. Đây thì ba cái rác đồ bao ni lông rồi giục tùm lum hết trơn. Mình coi bản đồ mình thấy đường này đi về Sài Gòn cũng được. Này qua Cần Đước rồi đi lên tới là Long An rồi, Long An rồi lên tới Bình Chánh rồi. Nó bên trái mình cũng đồ gỗ nữa nè. Này chạy một khúc là gặp rồi. Chỗ này thì bán vật liệu xây dựng. Mình thường mình thấy mấy cái chỗ mà bán đồ nội thất á, như bán ba cái vật liệu xây dựng là ở phía sau nó hay cất mấy căn nhà lầu, mấy căn biệt thự bự lắm. Mà bên trái mình cũng có căn biệt thự nhìn rất là đẹp luôn. Mà thấy nhìn rất là hoành tráng luôn nha. Ở bên phải mình cũng có, bên phải mình thấy hai căn nữa. Còn phía sau thì toàn là ruộng lúa, đất vườn, cỏ cây đâu không à. Phía bên phải mình có cái nhà tròn tròn này nhìn cũng hấp dẫn như luôn đó nè. Có mấy cái kiểu kiến trúc là lạ mà gần như là không có ngôi nhà nào giống ngôi nhà nào á. Ở đây là tại vì nó trảng không có cây cối nhà cửa gì nó che đó. Nên mình quay mấy cái góc nhìn các bạn dễ coi là phía trước có cái vườn bông á nhìn cũng đã lắm nè. Nhưng mà có thêm vài cái cây bự bự nó nhìn mới hấp dẫn. Mình thấy nhiều biệt thự người ta trồng xung quanh, người ta trồng mấy cây tùng la hán hoặc là tùng bách tán đâu đó. Có nhiều người thì chơi vàng cọ hoặc là cao vua đồ nhìn hoành tráng lắm. Còn có nhiều người giống như là xây tới đó cái hết vốn rồi sao. Ở đây thì đổ trụ xi măng nè. Trụ này chắc làm hàng rào quá. Tại vì mình thấy cái đầu nó nhọn nhọn. Nó quá từ trụ luôn. Cái trụ đó thì bạn dừng, các bạn buộc kẽm gai hoặc là kéo lưới B40. Nói chung là nhiều công dụng lắm. Đất mà sát sát lộ là gần như mình thấy ta bỏ hoang, nó giống như trồng cỏ ấy. Này chắc đợi bán đất nền nữa. Nó có trồng dừa đấy nha, mà dừa ít lắm. Dừa giống như là trồng dọc ranh hoặc là dòng xung quanh nhà đó ha. Chứ còn nguyên vườn dừa nãy giờ mình thấy cũng ít lắm. Chỗ này thì mua dây chai.
Nó trời thì nay nhiều mây nha. Nhiều khi mình chạy mình dưới đám mây mình sẽ quay hình nó hơi tối một tí. Nếu gà thì vô mùa mưa rồi. Mà đây có bán dợp nữa. Nó dợp xong. Con dợp thì nó giống như là con nghêu vậy nhưng mà nó bự thôi. Nó chắc cỡ bự hơn con chân cái mình. Cái đó thường thì mấy bạn nướng mỡ hành hoặc là mấy bạn luộc sơ, mấy bạn lột ruột nó ra như ruột nghêu vậy, rồi bạn xào sả ớt. Thường mình thích nướng mỡ hành lắm. Ở trên mình cũng có nhưng mà ít lắm, lâu lâu tát mương rồi sẽ gặp gặp chừng 5-7 con rồi chứ không nhiều, tùy khu vực. Ra sông thì nhiều khi nó đỡ đỡ xíu nhưng mà không khi nào bắt nhiều á, trên mình thì ít gặp lắm. Này mới thấy đây có băng dọc này. Cũng như vậy đó, mình đi Tiên Thủy. Tiên Thủy thì nó có bán hến, tại vì có ghe cào hến ở khu Tiên Thủy là mình hay gặp hến nhiều. Tiên Thủy có Bến Tre nha. Nói chung là mỗi khu vực thì nó có một cái kiểu. Ở đây lúa là bên trái mình, còn bên phải đất trống không à. Rồi này có nguyên cái vườn hoa màu giờ nè, nhìn rất đẹp luôn. Hoa 10 giờ nha, rõ là thấy đã rã luôn nha, tới 4-5 màu luôn. Có điều nó bị xen hết mớ cỏ chứ nhìn nó không có rõ lắm. Như cái hướng này mình hơi bị chói nắng một tí. Rồi hay nguyên cái vườn rất là công phu luôn nha. Thấy vậy chứ không phải trồng gì dễ đâu, cực lắm chứ không phải giỡn. Phải nhổ cỏ, phải tưới nước thường xuyên nữa. Quên tưới chừng 2 bữa là nó quéo ngâu hết. Bên trái mình có cái vườn dừa, nãy giờ mới gặp cái vườn dừa nhiều vậy. Ở chỗ này đổ gạch thì sẽ cất nhà tới nữa. Phía bên phải mình là đường vô chùa Tam Bảo nha, chạy vô chút xíu mới tới. Này cái cổng không ạ. Ở đây trồng chuối. Thường thì dừa với chuối là nó hay đi chung lắm. Như chỗ mấy cái chỗ ruộng lúa hay cũng có chuối nè. Thường thường người ta trồng dọc bờ mã hoặc là dọc bờ ranh rồi. Tùy nó. Ở đây nãy giờ chạy không có gặp cao. Thường thường mình thấy dọc bờ ruộng người ta cũng hay trồng cao lắm mà đây sao không thấy. Mình thấy mấy cái mặt bằng gần gần lộ người ta hay cất nhà cho thuê đó, không người ta buôn bán luôn hết á. Nó đường này nếu mấy bạn quay quải thì cái hướng về khu công nghiệp Gia Thuận nha. Bên trái có cái nhà rất là đẹp luôn nè. Nhà mà nhìn thấy cái dàn cửa bằng gỗ hay là nó giá trị hơn cái nhà của mình đó. Nó là mình chạy gần tới chợ vậy. Này là tới chợ Xã Lới nha. Nhà đây có mấy cây cầu vua nè. Ở đây có bán dẹp xong nữa. Làm như vô khu vực này là bán dẹp xong rồi nhà, nãy giờ gặp mấy chỗ rồi. Nhìn cái là muốn mua về nướng mỡ hành ghê luôn á. Mà mua về nướng mỡ hành thì về phải mua than nữa. Rồi về phải lục kiếm cái nồi, cái lò nướng của mình. Cái lò nướng kia đó mình mua hình như 40.000 biết nay. Mình hỏi mình nướng cá lóc xong hôm nay biết dục nó mất tiêu rồi đấy. Nói chung là thấy về cũng hơi cực thôi, khỏi luôn đi. Nó có chợ nằm phía bên tay phải mình nha. Giờ này thấy đi chợ thì có mấy người à. Người bán thì cũng nhiều quá nhưng mà người mua thì được có mấy người thôi. Người là ấp Mỹ Xuân. Nó qua đây thì trống lỏng rồi. Để mình kiếm đường mình bò lên đây. Cái này cái hiểm nó hơi bị cao. Nó phía trước mặt mình bạn thấy chuyển mưa đen kịt luôn. Mắc cái đám mưa đã xong tới về chắc đi về luôn mà chứ quay phim cái gì nữa. Thì mình quay ra lại nha. Để mình coi coi mình chạy xuyên qua cái chợ được không. Nó là chạy xuyên qua cái chợ chứ mình chạy được phía ngoài. Có cái nhà lồng chợ nó có cái thềm nó có chạy vô được. Chỗ này thì bán hủ tiếu, cháo lòng, bánh canh rồi. Giờ này người ta dọn rồi. Giờ 9 giờ mấy rồi. Thường thì chợ quê chừng 6 bây giờ, dữ lắm là 8 giờ ấy. Nó còn này ngoài mặt lộ người ta còn bán, người ta cũng đang dọn rồi. Anh này bán thao giờ dọn rồi.
Ngày bán trái cây còn nè, ở trong nhà làm chợ đóng cũng gần hết rồi. Nó chợ nhìn thấy cũng hơi bị gầu nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.